Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin dự báo thời tiết cho đêm nay và ngày mai ở địa bàn tỉnh Long An và khu vực Nam Bộ. Thưa quý vị, theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Long An, đêm nay và ngày mai, khu vực tỉnh Long An chịu ảnh hưởng rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 đến 27 độ vĩ Bắc, nối với vùng áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông. Trên cao áp cao cận nhiệt đới hạ trục nhẹ xuống phía Nam, giắt qua Trung Trung Bộ có cường độ ổn định. Sau đây là phần dự báo chi tiết cho địa bàn tỉnh Long An. Trong đêm nay và ngày mai, trên địa bàn toàn tỉnh, đêm không mưa, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ. Độ ẩm trung bình từ 70 đến 80%, gió đông đến đông nam, cấp 2, cấp 3. Về tình hình thủy văn, mực nước lên theo triều, dự báo ngày mai 13 tháng 4, mực nước ở các trạm chính như sau. Tại trạm Tân An là 1,27 m, tại trạm Bến Lức là 1,25 m, tại trạm Một Quá là 0,58 m. Trong ngày có 2 lần xuất hiện dốc khoảng thời gian từ 9 giờ đến 11 giờ và 19 giờ đến 21 giờ. Riêng Một Quá đỉnh triều xuất hiện vào lúc 0 giờ đến 2 giờ và 14 giờ đến 16 giờ. Về tình hình độ mặn tại một số trạm trong 24 giờ tới trên địa bàn tỉnh Long An. Theo dự báo, độ mặn các sông tiếp tục lên và duy trì ở mức cao. Dự báo ngày mai, 13 tháng 4, độ mặn đo được ở các trạm chính như sau. Tại trạm Cầu Nổi trên sông Dầm Cỏ cách cửa sông 20 km, độ mặn đo được là 21,9 g trên lít. Tại trạm Bến Lức trên sông Dầm Cỏ Đông cách cửa sông 67 km, độ mặn đo được là 10,7 g trên lít. Tại trạm Tân An trên sông Dầm Cỏ Tây cách cửa sông 80 km, độ mặn đo được là 9,6 g trên lít. Dự báo ranh giới độ mặn 4 g trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng 100 km ở sông Dầm Cỏ Tây, xã Tân Đông, huyện Thạnh Hóa và xâm nhập hơn 95 km ở sông Dầm Cỏ Đông, xã Hữu Thạnh, huyện Đức Hòa. Dự báo ranh giới độ mặn 1 g trên lít xâm nhập sâu vào nội đồng hơn 130 km ở sông Dầm Cỏ Tây thuộc địa phận thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh và hơn 130 km ở sông Dầm Cỏ Đông thuộc thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa và thị trấn Đông Thạnh, huyện Đức Huệ. Xin chuyển sang thời tiết khu vực Nam Bộ. Tại miền Đông Nam Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ thấp nhất ở đây từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Đối với miền Tây Nam Bộ, khu vực này đêm nay cũng không mưa, ngày nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Cuối bản tin là phần dự báo nhiệt độ một số thành phố lớn trong cả nước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.